Chào mọi người, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với mọi người cây sen Ilox Sub 304 của Eurolife, ký hiệu là SCEN02, sản phẩm mới năm 2020 của Eurolife. Và đây là đóng gói của sản phẩm. Chúng ta cùng mở hộp cây sen nhé. Đóng gói trong một thùng xốp của Eurolife để bảo quản sản phẩm tốt hơn khi vận chuyển, tránh va chạm xảy xước. Đây, chúng ta cùng xem chi tiết. Sản phẩm sẽ bao gồm một củ sen, hai linh kiện, dây sen, đài sen, bát sen, tay sen, ống dẫn và một sách hướng dẫn sử dụng sản phẩm cùng thẻ bảo hành đi kèm. Từ tháng 9 năm 2020 thì Eurolife bắt đầu cung cấp sách hướng dẫn sử dụng cho từng sản phẩm một, và chúng ta sẽ thấy chi tiết cách lắp đặt ở trong đây. Và cuối cùng là thẻ bảo hành sản phẩm nằm kèm theo cuốn sách này. Giờ chúng ta cùng xem chi tiết từng linh kiện một nhé. Trước tiên chúng ta cùng xem củ sen trước. Đây, đây là củ sen của Eurolife. Củ sen có chất liệu là Ilox Sub 304, được đúc trọng lực không chì. Đây, chúng ta cùng xem chi tiết. Thì nó cũng giống như bao nhiêu củ sen khác của Eurolife thôi, thì củ sen này với ba chức năng lúng xoay được thiết kế ngay ở đây đó, xoay rất là dễ dàng. Và chúng ta lưu ý là đầu này thì có thể tháo rời nhé để thay thế cái van chuyển ở đây. Đây, tay mở thì được chuốt cong rất là dễ sử dụng đó, xoay nhẹ nhàng thôi. Logo của Eurolife thì được in trên tay cầm này. Tem điện tử thông minh có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm được dán ở trên thân vòi. Đây, đầu vòi thì chúng ta thấy là xoay được 360 độ, rất là nhẹ nhàng. Đầu được thiết kế tạo bọt chống văng bắn và tiết kiệm nước. Đây là cận cảnh của củ sen này. Chúng ta cùng xem đến các sản phẩm khác, nhưng mà trước khi xem thì tôi muốn thử cho các bạn chất liệu của sản phẩm này làm từ Ilox Sub 304 có phải là chính xác hay không. Tôi sẽ dùng một cái dung dịch chuyên thử Ilox và sẽ thử luôn cho các bạn xem tại đây nhé. Đây, trên tay tôi có một nọ dung dịch để thử cho chất liệu Ilox. Chúng ta thấy là dung dịch này là dung dịch chuyên biệt, có thể phân biệt được Ilox 201, 202, 301 và 304. Thì ở đây chúng ta thấy là nếu chất liệu chuyển sang màu đỏ, hồng và hồng nhạt thì nó sẽ không phải là Ilox 304, nhưng nếu ra màu xám như vậy thì sản phẩm sẽ là Ilox 304. Thì chúng ta cùng xem nhé. Tôi sẽ nhỏ thử lên đây, lên thân vòi này đi. Ok, để chúng ta thấy nha. Chúng ta thấy nhỏ lên đây. Đó. Vâng, khi lau đi rồi. Chúng ta để ý là khi lau đi chúng ta chỉ thấy một vết màu xám thôi, đúng không ạ? Đó, một vết màu xám thôi. Đó, điều này chứng tỏ sản phẩm được đúc từ Ilox Sub 304 chứ không phải là các loại vật liệu khác. Bây giờ thông thường khi các bạn mua sản phẩm ở bên ngoài, rất nhiều sản phẩm nhìn thì màu sắc có thể giống như vậy, nhưng nó không phải là Ilox 304 đâu, nó là Ilox 201 hoặc các vật liệu khác, có thể là bằng Atimon, mạ giả Ilox 304 nữa. Vì vậy quý khách hãy lưu ý khi chọn mua các sản phẩm rẻ có giá trị thấp đó, và không đạt chất lượng. Còn đối với Eurolife thì chúng tôi luôn luôn cam kết là đúng chất lượng, đúng chất liệu như đã công bố. Chúng ta cùng xem thêm các chi tiết khác nhé. Đây là đài sen.
Đài sen lớn ở phía trên thì kích thước của nó là đường kính là 20 cm, được làm từ inox 304 với các lún cao su bằng silicon được bóp nhọn và chúng ta có thể dễ dàng vệ sinh khi sử dụng. Đài sen thì không giống như các loại đài sen khác, đài sen này chúng tôi làm với độ dày dày hơn một chút đó, cho cảm giác là sản phẩm nó chắc chắn hơn. Logo SUP 304 được in ở đây, logo của Euroline được in phía trên này, và đây là khớp xoay. Chúng ta thấy là khớp xoay đây, tôi tháo ra để các bạn xem. Chất liệu thì đều là inox 304 hết. Rồi đến phần tay sen. Tay sen này cũng vậy. Tay sen này được làm dày hơn với các thiết kế trước đây. Lúm phun tăng áp với mỗi lúm phun silicone này đều có rất là nhiều. Lúm phun nhỏ phía bên trên chúng ta có thể để ý thấy. Tay sen này có mức độ tăng áp rất là tốt. Chút chúng ta cùng test trực tiếp để chúng ta xem cái dòng chảy của tay sen này như thế nào nhé. Tay sen này cũng được làm từ inox 304. Logo được in ở trên tay cầm đây. Đó. Chúng ta thấy. Trước tôi cũng sẽ test một lượt luôn với các vật liệu này để chúng ta xem nó có phải là inox 304 hay không. Dây sen dài 150 cm cũng bằng inox 304. Đây là bát đỡ cho sản phẩm, bát đỡ cho sản phẩm kia. Ở đây thì tôi cũng nói luôn về cái phần gắn của bát đỡ này, bởi vì nhiều khách hàng hay hỏi là gắn cái bát đỡ này như thế nào, cái gioăng cao su này có tác dụng như thế nào. Thì ở đây chúng ta lưu ý là gioăng cao su này nó có tác dụng là nằm ở đây. Đó, gioăng cao su nằm ở đây có tác dụng gì? Nó có một tác dụng duy nhất là cái gioăng này, gioăng cao su này nó sẽ ôm lấy cái trục này, và khi gắn khi lắp đặt thì chúng ta nó sẽ giữ được cái trục này một cách chặt chẽ hơn. Đó, chúng ta lưu ý, các bạn hiểu không ạ? Đó, nhiều khách hàng thì hỏi cái gioăng cao su này có tác dụng gì và lắp đặt như thế nào, thì ở video clip này tôi giới thiệu luôn là gioăng cao su chúng ta sẽ phải lắp đặt như vậy nha. Ốc đi kèm cũng bằng inox 304 luôn, kèm theo lục giác và một gioăng. Rồi, chân quỳ, hai chân quỳ cũng được đúc từ inox 304 với hai lòng đèn, hai gioăng cao su chịu nhiệt. Đây, lắp trục, lắp trục cũng bằng inox 304 luôn. Rồi, chúng ta thấy toàn bộ linh kiện của sản phẩm là sẽ như vậy, và cây sen được bao gồm thêm một ống dẫn nữa. Đây, chúng ta còn xem ống dẫn này. Ống dẫn này thì đây chúng ta thấy là sẽ có một bát trượt gác tay sen đi kèm theo ở đây, thì khi trượt thì chúng ta chỉ cần xoay và nhấn nút này thôi để đẩy xuống và chúng ta xoay lại cho chặt thôi. Đó, còn đây là phần chốt của ống, và ống này có thể kéo dài nha các bạn. Đó, ống này có thể kéo dài, và ống này cũng được làm từ inox 304. Và ở đây tôi sẽ test thử cho các bạn xem là các sản phẩm này có phải là từ inox 304 hết không nhé. Tôi nhỏ lên mỗi một sản phẩm một giọt. Chúng ta thấy và bây giờ chúng ta kiểm tra từ tay sen này. Đây nha, bạn thấy này. Đó, nó có màu xám. Rồi, đài sen chúng ta cũng thấy đây, đài sen cũng chỉ có một màu xám thôi nha. Rồi, lắp trục chúng ta thấy nó cũng chỉ có một màu xám thôi. Rồi, lắp trục này cũng chỉ có một màu xám thôi. Rồi, vâng đây, chúng ta thấy không ạ? Đây, ở ống đây. Đó, cũng chỉ là một màu xám. Như vậy, tôi có thể khẳng định với các bạn là toàn bộ tất cả sản phẩm này hoàn toàn được làm từ inox SUP 304 cho toàn bộ
chi tiết linh kiện. Vì vậy mọi người hãy yên tâm khi sử dụng sản phẩm này nhé. Không giống như các sản phẩm rẻ tiền khác được rao bán tràn lan ở trên mạng với giá rất là thấp. Vì vậy chất lượng sẽ không bao giờ đảm bảo, và chúng thông thường được làm từ inox 2x1. Nhưng đối với Euroline thì chúng tôi cam kết đây là sản phẩm được làm từ inox 304. Và chúng ta sẽ cùng test thử dòng chảy của sản phẩm này xem như thế nào ngay sau đây. Mọi người theo dõi nhé. Chúng ta cùng test trực tiếp cây sen Elox Super 304 của Euroline nhé. Cây sen có ký hiệu SCIL02. Ở đây tôi sẽ mở. Bạn thấy trước tiên là đầu vòi sở trọng được tạo bọt chống bong bắn và tiết kiệm nước. Đây chúng ta thấy là đầu vòi có thể xoay cách dễ dàng. Test sang chế độ khác nhé. Thì cái này đây là tay mở, chúng ta có thể bên mở bên nóng và bên lạnh, đây chỉ được xoay thôi đó. Đây và đây chúng ta cùng xem, đây là chế độ chuyển chúng ta cùng chuyển này. Đây tay và chúng ta xem lại xem trước nhé. Ta thấy lưu lượng nước rất là tốt, không giống như các sản phẩm cây sen khác. Lưu lượng nước rất là tốt. Ở đây chúng ta chuyển sang tay nhé, chúng ta xem điều đặc biệt ở dưới tay sen này. Đây, tôi tháo ra để mọi người có thể thấy. Tay sen này được tăng áp rất là mạnh, các đầu full với rất nhiều tia phun nhỏ. Đó, thấy đó. Thấy họ lưu lượng nước rất là lớn. Ngoài lưu lượng nước lớn ra thì cái dòng chảy này cho cái dòng chảy rất là êm dịu, không giống như các sản phẩm khác căng rát hoặc sản phẩm này rất là êm dịu. Chúng ta thấy lưu lượng nước rất tốt, chúng ta có thể tắm thoải mái. Quý khách hoàn toàn có thể yên tâm khi lựa chọn sản phẩm này cho phòng tắm của gia đình mình. Cách sử dụng rất là dễ dàng đúng không ạ? Cái bát trượt lên trượt xuống thì chúng ta chỉ việc vặn ở đây thôi nhé, kéo lên kéo xuống thôi là xong rồi. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video clip của công ty cổ phần Euroline Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo.